Ui, nó lên cái đầu thấy to lắm. Nó nhớ như lên cái táp này. Đó, trời ơi. Ui, nó giật. Ui, nó giật ghê quá cả nhà ơi. Wow. Ui. Hiệp mến chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay Hiệp tiếp tục đi cao lưng sông. Thì có đoạn sông đây, lần trước Hiệp cũng có cao được hai con lưng khủng này cả nhà. Thì hôm trước đi nó trời tiết nó cũng nắng nóng quá cả nhà, đi không nổi. Thì hôm nay Hiệp có ghé lại cái đoạn sông đây, nhưng mà Hiệp đi đoạn trên cả nhà. Đoạn trên, đợt trước là Hiệp cao cái đoạn dưới kia, bây giờ Hiệp lùng lên trên này đi tìm hang. Thì ở trên này thấy nó cũng lầm lát nhiều quá cả nhà ơi. Thời tiết hôm nay thì cũng khá là nắng nóng luôn. Đó, quê Hiệp bây giờ chuẩn bị vào mùa hè rồi cả nhà, nên là nắng nóng kinh luôn. Thấy bìa bờ cũng đẹp đó cả nhà. Ở đây thì lươn khủng nhiều lắm đây, nhưng mà không biết là tìm ra được hang hay không cả nhà. Khó. Dọc mấy cái địa bờ thì Hiệp Sam. Chung là đi Sam là có Hiệp vạch ra, đôi lúc nhiều cái hang nó cũng lộ đó cả nhà. Nó nằm dưới cỏ Hiệp vạch cỏ ra là nó lộ ra hang. Còn có hang nó ẩn thì Sam đụng Hiệp vạch ra. Nên là Hiệp vạch ra rồi nó lộ ra ngoài rồi. Hiệp mới quay chia sẻ cho cả nhà xem. Đôi lúc thì cao 10 hang, 20 hang vào nó cũng có được có 1, 2 hang có lươn đó nha. Cũng khó lắm. Hang thì mình gặp được lươn to. Còn không hang là đi miết, đi rã chân luôn cũng không có lươn cả nha. Thôi thì bây giờ Hiệp đi tìm hang nha. Hy vọng hôm nay có lươn khủng kéo cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi dưới đây Hiệp tìm được cái hang này cả nhà. Hang cũng trọng trọng. Ui cả nhà, ui nó ló cái đầu kia kìa cả nhà. Ui to. To cả nhà ơi. Ui cái nhà thấy nó lên cái đầu vàng vàng đã chưa. Đó. Quỡ lên nó. Ui ngon này cả nhà. Chưa cao mà thấy nó lên là thấy hấp dẫn rồi nè cả nhà ơi. Thục ra mất rồi nè. Thiệt nhớ lên cho nó táp ngay trời. Ngon ghê. Nó lúc xuống màu. Nó lúc xuống màu cho ăn thì đâu mất rồi. Đó lên này, lên. Lên, ồ lên dọc lên nghe đã thấy đã không? Cho nó táp này. Ui. Sướng. Ngậm chưa đáo. Thôi ăn lại đó. Ui đang mép trầy có một xíu cả nhà. Đang mép trầy có một xíu thôi. Quá. To ngon. Cái này quá ngon cả nhà. Quá được. Hai lạng hơn hai lạng cả nhà. Con này nó dài thòn hết chưa. Hấp dẫn không. Rồi. Vào. Được nghe. Cái đây là chụp không kịp á. Con này cả 2,5 lần cả nhà. Ngon ghê. Quá đẹp. Mấy cái đường hang nhìn hấp dẫn không? Dưới cái lùm cỏ này cả nhà. Phạch phạch dưới cái lùm cỏ rồi. Động cái lây nó chụp luôn. Đây lùm quá cả nhà ơi. Khó tìm hang. Con này 2,5 lần khỏe cả nhà. Mương mưỡng. Dưới cái bụng vàng. Bụng vàng ghê cả nhà. Thôi em. Rồi mà hàng phát là thấy êm rồi. Rồi đi Hiệp cho nó vào túi, Hiệp tìm hàng tiếp ngay cả nhà nghe. Ở đây lùm nhiều quá. Lùm dương sĩ, mai dương quá trời luôn rồi cả nhà. Vậy đạt luôn. Rồi đi Hiệp cho nó vào túi nha. Rồi dưới đây Hiệp tìm được cái hang này cả nhà. Này cả nhà xem cái đường hang này. Đầu tiên là Hiệp Sam đụng cái đường hang bên này. Cái Hiệp mới vạch luồn ra đây. Đi luồn qua bên này nè cả nhà. Nhà thấy cái đường hang mê chưa? Thì biết là bao to nhưng mà cái đường luồn của nó thấy cũng to lắm cả nhà. Ui chụp luôn cả nhà ơi, nó chụp sáng ở dưới đây rồi. Ui thả rồi. Ui lên cả nhà.
nó lâu xuống nó bị cợm cái lử đó nè, nhả ra. Uống ốc lên đã chưa? Ôi không không không, khủng cả nhà ơi, khủng. Quá nó lên cái đầu to lắm. Ui nó lên cái đầu thấy to lắm. Nhớ như lên cái táp này. Ôi trời ơi. Ui nó nhả ra lại cả nhà ơi. Trời ơi nó ăn đã chưa? Ui nó giật. Ui nó giật ghê quá cả nhà ơi. Wow. Ui. Không giật chát nha. Wow, đó mực trành. Wow, khổng lồ cả nhà ơi. Khổng lồ, khổng lồ. Rồi rồi, đẹp, đẹp đường trành á. Wow, khổng lồ cả nhà ơi. Trời ơi, con này nó mê. Wow. Cả nhà ơi. Rồi rồi, rồi để chia sẻ cho nghe nhà cùng xem nha. Rồi đây cả nhà, trúng mảnh liền khủng nữa cả nhà ơi. Wow, tuyệt vời luôn. Ui, đã chưa cả nhà. Con gà mai dương, con gà mai dương nó chậm quá. Ui, đã cả nhà ơi. Con này hơi nam lạng có cả nhà. Wow, bả dài thon nè cả nhà. Bả dài thon luôn, trời ơi, nó đã. Wow, nó ló cái đầu lên liền, thấy ớn rồi. Nó lên nghe phát đầu tiên mà nó ngậm cái nó ngậm vào cái nó tiệu ra. Chưa đóng được mép. Ui nó lên cái đầu thấy mê luôn cả nhà. Con này dày thon. Con này Hiệp nghĩ là phải hơn 6 lạng rồi cả nhà. Hơn 6 lạng. Đã chưa? Mê luôn. Tuyệt vời cả nhà. Lại có lưng khủng kéo cho cả nhà mình cùng xem nữa là rất là đã rồi. Con này dưới cái bụng nó vàng ngon ghê không cả nhà. Quá đã luôn. Xàm đụng cái hang nghe là xuống Hiệp mạch ra mà sao có đường đi, nó không có. Để chia sẻ lại cái hang cho cả nhà mình cùng xem. Rồi cho nó vào túi đã. Ui nạn cả nhà ơi. Tuyệt vời luôn. Ui ở trong này nó khuất gió này nó nóng ghê luôn cả nhà. Thời tiết anh à. Mùa này ở Quỳ Hiệp là sắp vào mùa hè rồi cả nhà. Nên là thời tiết nắng lắm, nắng nóng kinh luôn. Rồi để chia sẻ lại cái hang. Hang đẹp quá cả nhà. Tìm mấy cái đường hang ấy. Chỗ đây là nó đi à. Mấy nó sạc sạc mấy cái bờ xuống như vậy này cả nhà. Đó. Hiệp Sam được cái đường hang phía trong. Sam sập xuống cái này. Nó có cái đường luồn đi ra này. Đường vào là nó không có đi nữa cả nhà. Mà nó có một cái đường luồn nó đi ra ngoài. Đó nó đâm ra ngoài đây. Cái nhà xem nè. Đó nó ở trong cái ngách kia cái nó đi ra ngoài. Hiệp thấy cái đường ở ngoài là hiệp ghiền rồi. Nó xuống cái nước ở trong khe đó cả nhà. Đẹp ghê luôn. Quá đẹp cả nhà ơi. Sướng. Làm em khủng là thấy hấp dẫn liền rồi. Rồi Hiệp tiếp tục tìm hang cao cho cả nhà mình cùng xem nha. Hy vọng hôm nay tiếp tục có lượng khủng nữa cả nhà. Rồi hôm nay thì cũng chỉ được hai con đó mấy cả nhà. Có được khủng đem gì cần cho cả nhà xem rồi. Này đi đuối quá cả nhà ơi. Giờ này nói cũng không nổi luôn. Nắng quá mà. Trời nắng quá cả nhà ơi. Hôm nay Hiệp tưởng đâu rồi chắc cũng cháy thui cả nhà. Cũng không có lương á. Mai đâu cũng gặp được em lừng khủng nè. Cao biết bao nhiêu là hang mà không có là không có nha. Mở hàng em đây bầm mấy cả nhà ơi. Nén quá rồi. Em này chắc cũng gần 6 lạng có cả nhà. To ngon đúng không? Nó một nám gọn trơn luôn nè cả nhà ơi. Rập rập. Em căng thôi. Ở trong chưa rài đi cũng lại rài có lừng khủng mấy cả nhà. Tập nào cũng có lừng khủng mà cũng vui rồi. Tuy ít nhưng mà có cảm giác kéo sướng. Ký không? Bà con này gần ký đó nghe. Ừ, 8 lạng đó ta. 8 lạng 2 cả nhà. Rồi em xem con lớn rồi. 8 lạng 2 lớn 6 lạng rồi. Con kia không con lớn chứ không được 6 lạng đâu. Em để ngay nữa. Em nói cho nó nghe. Ừ, yếu 6 lạng.
5 lần 6 cả nhà. Ngon rồi. Cũng được rồi. Có lưng khủng kéo là vui cả nhà. Đây, cho nó vào thùng luôn đi. Cũng được. Con này nó ở cái đường hang luồn xuống dưới, lúc mà nó ngóc cái đầu lên trời thấy mê luôn. Không, cũng nhỏ nhỏ thôi. Ngóc cái đầu lên mút hấp dẫn, nám gọn trơn này cả nhà. Con này thì nó tỳ cũng không phi gì lắm, nó không có thế, mấy con mà nó có thế là nó tỳ phi lắm, nám gọn trơn cả nhà. Rồi hôm nay cũng tạm ấu. Có lưng khủng là vui cả nhà ơi. Rồi mẹ lưng tiếp theo nữa, còn được đang thùng còn được hai con cả nhà, thùng được còn được hai con, chung la ra chưa ra lưng khủng bán miết cả nhà. Nay vô được hai em này cũng ngon rồi. Thôi thì hôm nay thì cũng tạm ấu cả nhà, có lưng khủng kéo cho cả nhà xem là cũng vui rồi. Thì đến đây thì cũng kết thúc video. Thì cả nhà mình quan tâm mua dây câu lươn thì liên hệ Zalo trực tiếp với Hiệp nha. Rồi gửi lời cảm ơn đến cô dì, chú bác, anh chị em và cả nhà mình đã xem video ủng hộ cho Hiệp. Hẹn cả nhà ở video lần sau nha.